Grammar complement hay nâng modifier. Complement cứ miền này thà cảm ở bót hay modifier cứ miền này thà bị bệnh trẻ là cả này bị bệnh trẻ này. Ok, lấy dân chập đam sọc xa tầng ọc này. Nên cứ chỉ complement nên ọc này đằng hai complement cứ chỉ cảm ở bót để nơi bần to bị kể ra sạp. Vì có chúng ta miết chúng ta ọt miền. Anh chăng thà vậy tới đây hay thà complement. Hãy nếu cái chữ này dùng mà này đã bỏ complement. A complement completes the verb. Anh chăng mình thà complement cứ bổng bình này ai kể giá sạp. It's similar to the subject. We are điên cái này tên nâng protein đại. Because it's usually a noun or noun phrase. Vì vô tà viê chỉ tu tớ, rồi có chỉ nhận nhớ cứ chia noun, rồi có noun phrase. Nên ông hẹn đăng hai ta noun phrase cứ chia crom này bia đai bình chọc tại đói niệm. Mối tiết, however, tụ bây chỉ dài nào cả đói. It generally follows the verb when the sentence is the active word. Anh chân tụ bây chỉ dài nào cả đói, chỉ tu tớ. Vì đa tam kỳ rẻ sạp, đa tam là thay vì nơi bằng tòa bị kỳ rẻ sạp. Nếu bây đây, bởi dụng sentence cứ chí active voice. Mình này thay, nếu bây đây bởi dụng cứ chí cắt tòa vị trí cả. Anh chắc nếu cứ chí này dụng mà này đã bỏ complement. Complement mình này thay, complement cứ bổng bình này ở kỳ rẻ sạp, hay sổ điên khả nha tình nâng protein. Vì bố ta chỉ rơi rơi vì chỉ nào được có chỉ nào fresh. Tụ bây chỉ dàng nào cả đói. Chỉ tôi tới về đa tam kỳ sạp để bây đai bởi dụng nâng cư chía cắt từ vì chạy cả. Thế nó không thể dỗ. Hồi cái ao chẳng nam thà, note mình thà chẳng nam. If the sentence does not require a complement, thì thà rõ bởi dụng tương ơ, mình đầm rơi ở mình complement nụ tì. Cho mình thà rõ bởi dụng cư mình chăm bạch mình complement nụ tì. Cho mình thà vì ai mình bỏ thiết hay nâng kỳ sạp. Mà thà I study và bắt nâng cơ bản đây. Mà thà I study English. Nhóm sọc xa phía xa ổng lì. Ây tiết, same tiết chị đàm. The complement cannot begin with a preposition. A complement answer the question what or whom. Khi thà complement mình ai chấp đàm chỉ môi nâng preposition bàn lúc. Thế, anh chẳng đã hai thà complement cứ chỉ noun được cái noun phrase đã đa và tòa bị kể rẻ sạp. Hói cái phép thà vì mình ai chấp đam chỉ môi nâng preposition bàn nụ tì. Preposition mình thà nè. Hói cái phép tiết thà complement nâng chlòi nâng sầm nụ vầy rưu cô nâng nà kì. Chẳng thử chám bóng bốn. Đại dương ta dương ai có sầm qua thà vì chỉ complement rưu cô mình complement. Mình complement đào dương chlòi nó xùm nụ thả ở vấy rưu có nơ nà kì. Tả lấy dương chập đa mọc mơ ụ tổ hồ tổng ọc nè. Sai bought a cake yesterday. Sai bàn tính nụm cake ca bì mà sớt. Mình anh chân biết thả ở cake ní. Khi hai viết thả complement. Vì bông bình này ai kì rìa sạp biết thả bought bàn tính. Anh chân kì mình mến hai viết thả chi ở ọp chi chi ọp ở chỉ trên mình thay cao bọt thì cái hai viết thay complement cứ bia bụng bình này ở kệ giả sạp hai hai ấy bàn dựng đăng thay về chỉ complement để xa tới cái viết chơi nó sầm nua thay mạch thay tên gì kê nó cứ tên ở vây vọt tên gì kê nốm khỉ mũi tiệt. I saw sao at the movie last night. Trong bàn khơi sao bàn phục sao nơi rôn con ca bìm giúp mà sao. Mình, anh chẳng bàn khơi bị nà kì. Người ta hùm nà kì. Bàn khơi, sao anh chẳng sao. Cứ chỉ complement. Đại bụng bình này ai kìa giá sắp bị ta sổ. Khơi nà kì khơi. Mr. Sao. Mùi tiết. They call Australia yesterday. Phụ kê bàn call từ Australia kà bì mà sao.
mình call tới bị nà kê cứ call tới sợi lẹ anh chẳng biết sợi lẹ cứ chỉ complete mình đã bấm bên này ai kê ra sao biết tập call mùi tiết he wants to drink some water có chọn hợp tập khả anh chẳng biết tha some water cứ chỉ compliment đã bấm chạy này thì có complete bấm bên này ai kê ra sao biết tập drink drink a key, drink what? Drink some water. Tiếp tiệt. Anh chẳng modifier mà đó. Modifier mình này thà bị bệnh trẻ lạc nặng lạc lạc cẩn nặng này ai ai mùi. Nếu cứ chuyên này dùng này đọc bỏ modifier thì thà modifier tells the time, place, a manner of the action. ពាក្យបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃប្រាប់ពីពេលវេលាប្រាប់ពីទីកន្លែងប្រាប់ពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាព Very often ជាញឹកញយ it is a prepositional phrase ជាញឹកញយ វាគឺជាគេ prepositional phrase មានន័យថា clear នៃធ្នាក់ prepositional phrase ណា ហើយ ស្អីគេទៅ ដែលហៅថា prepositional phrase prepositional phrase មានន័យថា ម៉េច prepositional phrase មានន័យថា គឺជា preposition ដែលបូកជាមួយនឹង noun ដែលបញ្ចប់ទៅដោយ noun គេហៅថា prepositional phrase ហើយនេះគឺជាទម្រង់ខ្លីនៃរូបមន្តរបស់ prepositional phrase គឺ preposition ឬក៏ phrase នេះស្មើនឹងពាក្យថា preposition បូកជាមួយនឹង noun គេឲ្យចំណាំថា every sentence does not require a modifier រាល់ប្រយោគទាំងអស់មិនចាំបាច់មាន modifier នោះទេ A modifier answer the question when. Modifier nâng chloi sầm nùa rưu kô mê tha kì su rớt tha nửa pê na vea rưu kô hào đôi mặt đạch rưu kô tì gần lại chị đàm. Nếu kì chiêu tổ hồ Rathy bought a book at the bookstore. Rathy bán tinh sử phơ mà các bạn nữ bần ná kìa. Anh chẳng biết tha at the bookstore nế kì chìa modifier modifier đại pháp âm phí place đại pháp âm phí tí cần lại nơi nà cứ nơi bookstore trong phía ta at the bookstore cứ cái hai viên tha modifier modifier of place modifier of place yeah what did I was swimming in the pool yesterday nhóm bạn cũng bông ta hai tắc không an tắc nhạc nhóm cũng bông ta hai không an tắc ca phim sáu mình anh chẳng biết tha in the pool cứ một pipi tập preposition bộ nâng the pool đại diện noun được gần noun phrase anh chẳng biết preposition in đấy cái hai bộ chỉ muốn the pool cái hai vì tha prepositional phrase anh chẳng modifier chỉ nhận nhớ cái hai vì tha prepositional phrase được gọi modifier đại prapi tì gần lại prapi p về lý được gọi lẽ cái nặng này kia sắp nà mùi anh chẳng in the pool cái hai thá modifier đây bằng hai nhóm phí taken line yes hồi phía yesterday có cái hai vía thá modifier đây vía bằng hai phí modifier of time yes bằng hai phí p về lìa cứ ca phí mà sớt mình anh chẳng in the pool hai vía thá modifier of place yesterday how we have modifier of time tiết cao chấm năm tiết the modifier normally follows the complement chương modifier chia thoa bạc đá đa tam complement được đăng ái pita complement mê này thá pia đai bẩm pinh này ai kể giá sập but not all the way còn tại mình chia tụ tư thủ tỷ however tụ bây chỉ dạng là cả đói the modifier bị thả modifier được gọi bị bằng chạy là khả năng này nâng especially chia tụ tư hưu chi bị xe when it is a prepositional phrase nơi bên đây via cứ chia prepositional phrase được gọi clear đây clear này preposition clear này thân nhạc usually chỉ tu tư cannot separate the verb and the complement chỉ tu tư mình ai nhẹ kia sắp hay năng complement ba nút
Anh chẳng nên ông nên cụ ta chấm nam tha cái tha modifier chỉ tu tới nước đa tam complement chấm nên tha chỉ tu tới bị tha modifier nó cứ nơi và toa bị complement còn tai mình chỉ tu tới thế nè hơi cái tha tu bây chỉ ra là cả đài modifier chỉ bị xét nó là p đại viết chia prepositional phải hỏi chỉ nhớ nhớ mình ai nhớ pi kia sáp hỏi năng complement ba nút tê. The example here, she draw on the street the car. Nien ban ba ba ke ba ne le phlai lan chang. An chang pia phayok ni ku mun tam tam te ke hau tha incorrect sentence. Hat ai bam tram trau pi pu tha chi tu tau modifier ku neu patop pi ke ya sap. Hai on the street ni ku chi sorry. Pia ta the car cứ hai ta complement cứ nơi bắt đầu bây giờ sắp the draw hai on the street cứ chia modifier đã trừ chỉ tu tới đa tam complement cứ pia the car anh chăng ví dụ hàng cầm she draw the car on the street cứ chia correct sentence cứ ví dụ đại trầm trừ bị búa cái tha modifier on the street này cứ cái modifier place cứ nơi bắt đầu bị complement the car cái hai ta complement hai draw cứ chia cái giả sạp anh chắc the car cứ chia complement đàn bấm bên này ai bị thả bài cứ draw anh chắc ví dụ hàng khám cứ chia ví dụ đặt trâm trời ok that's all.